Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu đến quý anh chị một chiếc Mercedes-Benz E200 được sản xuất và đăng ký năm 2016, tên cá nhân, biển số thành phố. Xe này của em thì đã lăn bánh 4,5 vạn mai, nó tương đương đâu đó tầm khoảng hơn 7 vạn km thôi. Đấy, màu trắng, nội thất là màu đen nha quý anh chị nhá. Chất xe thì còn rất là mới luôn, anh chị có thể nhìn thấy luôn nhá. Đây, cái nước sơn của nó thì còn rất là đều. Và sau 7 năm sử dụng thì em nói thật là không thể nào mà tránh được những cái xước sát bên ngoài. Cho nên là bên em đã cho xử lý hết những cái mà phần cần xử lý rồi. Đó. Và cái động cơ máy móc của nó thì vẫn còn zin hết nha quý anh chị nhá, chưa có đâm đụng bổ máy gì cả. Đó. Đây. Phần mạ ốp chrome này, sau 7 năm sử dụng nó còn rất là mới luôn như thế này này. Nó rất là mới luôn. Đấy. Đây là một chiếc dòng E-Class cực kỳ là sang trọng. Đây. Rất là đẹp. Đây, trang bị cụm đèn full LED high performance rồi này. Đấy, đây. Ánh sáng chiếu sáng rất là xa và nó rất là thẩm mỹ với hai cái dải đèn LED định vân ngày giúp cho nó sang trọng hơn và nó cá tính thể thao hơn. Cũng được trang bị là những cái cảm biến quanh xe. Đây, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau nhá. Đó, la răng này thì vẫn còn rất là mới, nó không có dấu hiệu là phay chém hay là tất cả đâu. Đây, nó vẫn còn nguyên hết này. Đây. Chủ xe cũng rất là giữ gìn. Lốp thì lốp cũng mới là thay. Lốp còn sử dụng còn khá là dày. Đấy, lốp còn khá là dày. Có đèn xi nhan tích hợp lên gương này. Rồi có cửa hít này. Cốp điện này. Đầy đủ option rồi nha quý chị nhá. Đây, E200. Màu trắng. Đây, em sẽ cầm cái chìa khóa và em sẽ mở cái cốp lên cho quý chị xem này. E200 thì về phần E-Class ấy, thì cái cốp của nó cũng rất là rộng. Cốp rất rộng. Đây, quý chị có thể nhìn thấy này. Cốp này. Đấy, cốp thì cực kỳ là rộng. E-Class hay là những chiếc xe sedan hay là những chiếc xe mà SUV như GLC thì vẫn chưa trang bị lốp sơ cua. Đến form mới thì ở phần ở dòng cao gầm cao gọi là C thì mới trang bị là lốp sơ cua nhá. Đây, nội thất của chiếc xe này rất là mới, đèn LED về nội thất 64 màu này. Đấy. Rồi loa của E200 thì vẫn là loa thường, có cả trang bị là rèm che nắng phía sau rồi. Đây. E-Class thì rất là rộng rãi nhá. Đây, rất là rộng rãi, nói thực sự với quý anh chị là như thế, cũng có điều hòa 3 vùng độc lập này, cửa gió điều hòa phía sau này. Đấy. Đây. Tất cả những xe bên em thì hầu như là bên em đều phải bọc hết những cái đi lông ở trên ghế để bảo vệ cái da hơn. Và bố em trèo ra trèo vào nhiều thì không may cái móc quần, nó móc khóa quần, nó móc vào nó xước nên là phải mất tiền chi phí. Đó. Đây. Rất là đẹp luôn. Đây. Sau 7 năm sử dụng này, ghế này nó còn rất là mới. Nói thật với cái chị nó rất là mới luôn. Chủ xe rất là giữ gìn đấy ạ. Đây, hàng ghế trước này. Hàng ghế trước của chiếc xe này. Đó. Trang bị ghế chỉnh điện này, nhớ ba vị trí ghế này. Gương gập điện chỉnh điện này. Đây rồi, em sẽ để nổ máy lên cho quý chị xem nhé. Đó, động cơ 2.0 để nổ lên khá là ok, khá là tốt. Và cũng rất là êm nhá. Đây. Rồi, nó sẽ hơi tối, em sẽ bật đèn lên cho quý chị xem. Đó. Ok. Đó. Rồi, sáng rồi. Chính chị có thể xem rõ hơn nhá. Đây. Màn hình liền khối này. Hỗ trợ lùi nhá. Có 5 chế độ lái này, có cả rèm điện nữa. Đấy, có cả rèm điện nữa. Gỗ thì là ốp gỗ bóng piano. Nó sẽ đẹp, nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái gỗ bóng này thì nó sẽ hơi bị xước răm. Quý anh chị có thể nhìn thấy luôn đấy ạ. Đây. Đó, như chị có thể nhìn thấy rõ luôn. Nó sẽ hơi bị xước răm một chút thôi, nên là nó nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến thẩm mỹ lắm đâu. Đó. Nên nhìn xa thì thoải mái. Đó. Đây, ốp gỗ này. Gỗ này nhìn vân rất là đẹp. Đây, có cái phím bấm ở trên vô lăng này, nhìn rất là tiện nghi, tiện lợi. Vô lăng bọc da này rất là đẹp. Đây, xe này. Xe này thì nó đang báo lỗi ắc quy một chút nhá. Đây, nó đang báo lỗi ắc quy một chút. Xe thì bọn em
để nằm thì hầu như là những chiếc xe đều bị lỗi hết thôi. Có lẽ chuyển số sau vô lăng này, rồi là có ga tự động này. Đó. Đây cũng sẽ có một cái hộp để đồ nữa. Rồi, rất là đẹp. Còn chiếc xe này thì giá thành của nó thì cũng khá là ok đấy ạ. Giá thành thì rất là ok. Cửa hít đầy đủ hết rồi. Đó. Rồi, và em xin giới thiệu lại một chút về chiếc xe này của em nhé. Ở đây em có chiếc Mercedes-Benz E200 được sản xuất vào năm 2016 tên cá nhân, biển số thành phố. Xe này đã lăn bánh 4,5 vạn mai, nó đâu đó tổng khoảng 7 vạn km. Và hiện tại em Thành đang chào bán là 1 tỷ 030 triệu đồng. Giá thì em vẫn còn thương lượng nhá. 9X em cũng bán. Quý anh chị cứ alo trực tiếp cho em để thương lượng về giá cả nhá. Đó, rồi và xe bên em sẽ cam kết cho quý anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không phạt nguội, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ ngay cho em nhá. Xe này thì em vẫn còn hỗ trợ banh được đến 70% giá trị xe, tối đa trong vòng 7 năm nữa. Rồi và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến video của em ạ.